Xin chào toàn thể các bác anh chị đã quay trở lại với kênh của Công Ô Tô thân mến. Ngày hôm nay em tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho cả nhà một mẫu xe bên em mới về đây ạ. Một mẫu Hyundai City sản xuất năm 2015, máy 1.5 số tự động. Bên em đang bán với giá là 488 triệu cho chiếc Honda City này đấy ạ. Tổng quan của chiếc Honda City này về ngoại thất của nó thì không phải chê đâu được ạ. Màu sơn đen, sáng bóng cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Xe được tích hợp xi nhan trên gương rồi nhé cả nhà nhé. Xi nhan tích hợp trên gương này. Tất cả các tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome. Xe được trang bị la răng đúc 5 chấu cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Honda City đấy ạ. Tổng quan em sẽ quay tổng quan về chiếc xe này. Đó, xe được trang bị cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ. Một dòng xe của hãng Honda đấy ạ. À, tất cả những tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome cực kỳ đẹp nhất cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn đấy. Xe được trang bị phanh ABS hai bánh, giải đèn LED trên xi nhan cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Đó. Và vừa rồi là tổng quan, chúng ta đã xem tổng quan về ngoại thất của chiếc xe này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp video nhé. Chiếc Honda City này thì nó có một điều rất là đặc biệt là nó có gắn chữ logo của chữ H rất là to của hãng Honda đằng trước rất là lớn luôn. Và cái viền này cực kỳ lớn luôn của hộc hút gió này. Đằng trước này đều bọc mạ chrome nối liền với giải đèn pha đằng trước nhé. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Tạo cả ấn tượng mạnh luôn ạ. Nhìn tổng thể tổng quan nhìn từ đằng trước luôn thì gần như là nó là cả một cái dàn đèn luôn. Rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đèn của con này thì liền luôn với lại hộp garang của chiếc xe. Rất là đẹp luôn đây ạ. Hai giải đèn pha hai bên cực kỳ lớn luôn nhé cả nhà nhé. Xe thì trang bị đèn halogen phản xạ đa chiều cực kỳ sáng này. Bên dưới là hai cái hốc dưới này lắp hai hộp đèn gầm hay gọi là đèn xương đi đêm đấy ạ. Đèn xương nhé cả nhà nhé, hay gọi đèn xương. Đó. Trên nắp capo chiếc xe thì hai bên của chiếc nắp capo này thì nó làm hai cái rãnh thoát nước. Nhìn nó rất là nổi luôn đấy ạ. Cái rãnh giống như kiểu là rãnh thoát nước ấy. Nhìn nó rất là nổi luôn, rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết thêm về bánh xe, về xi nhan. Vâng đây ạ. Bánh xe của chiếc xe này. Chiếc xe này thì cái lốp này là kém rồi, lốp này bị mòn rồi nhé cả nhà nhé. Bị mòn rồi, nhưng mà la răng đúc này. À, 5 chấu phanh ABS này. Cái xe này nó rất là hiện đại là nó được lắp một hệ giải đèn LED, giải xi nhan nhưng mà nó là hệ đèn LED trên gương luôn nhé cả nhà nhé. Trên gương luôn. Xe thì đăng kiểm dài rất là dài luôn, đến tháng 11 năm 2020 nhé cả nhà nhé. Đến tháng 11 năm 2020. Xe còn lắp hệ thống thiết bị chống trộm này, cảm biến chống trộm nhé cả nhà nhé. Gương kính này cũng là kính zin này. Tay nắm bọc mạ chrome hết rồi này, cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Đó, kính sau này cũng là kính zin này, cũng là kính zin luôn. Kính này cũng là kính zin luôn nhé cả nhà này. Bọc mạ chrome hết rồi. Cực kỳ sáng bóng, cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ, chúng ta xem một chút đây ạ. Đây ạ, keo chỉ trên cánh cửa này, sản xuất 2015 thì chúng ta không phải chê bất kỳ một cái điểm gì rồi luôn. Chiếc xe này tổng thành cực kỳ dày dặn luôn cả nhà nhé. Đó, cánh cửa rất là dày luôn, cách âm cực tốt. Honda City sản xuất 2015. Bên em đang bán với giá là 488 triệu. Cô bác anh chị mà đang tìm cho mình chiếc Honda City thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 hoặc 0866 558 622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp nhé. Đây ạ, chúng ta xem tiếp này. Cửa chưa hề ra nhé. Chưa hề ra đâu. Ốc vẩy màu QC còn nguyên, cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đấy ạ. Ốc vẩy màu QC này còn nguyên nhé. Còn nguyên luôn nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Keo chỉ không hề mất đi một phân nào luôn. Con xe này thiết kế bên trong rất là hay luôn. Rất là hay luôn đấy ạ. À, tôi có cảm giác rằng nó thiết kế kiểu giống như kiểu của VinFast. Đúng không ạ? Một giải nhựa màu xám này. Màn hình cực lớn nhá. Con xe này trang bị được trang bị màn hình cực lớn này. Điều hòa auto luôn. Điều hòa hai chế độ, vừa chỉnh tay hoặc có thể là auto, chế độ auto hoặc chế độ chỉnh tay. Xe được trang bị một túi khí này. Uh,
hai túi khí này. Xe được trang bị hai túi khí nhé cả nhà nhé. Ghế bọc da cực kỳ đẹp luôn. Ghế bọc da cực kỳ đẹp luôn nhé. Ghế bọc da theo xe nhé cả nhà nhé. Ghế bọc da theo xe này. Tổng nội thất của xe này. Trần nỉ. Trần bọc nỉ, ghế bọc da cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Vô lăng ba chấu này. Đó, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Số tự động. Vốn số tay 2015 thì không phải chơi cái điểm gì rồi. Về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Chỉ việc đổ xăng và chạy thôi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Tất cả các chi tiết còn zin của nhà sản xuất nhé cả nhà nhé. Tất cả các chi tiết còn zin của nhà sản xuất luôn. Không hề mất đi đâu ạ. Ốc bảy màu QC còn nguyên nhé cả nhà nhé. Keo chỉ còn nguyên. Không hề mất đi bất kỳ một chi tiết nào luôn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này về vấn đề bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng của chiếc xe này thì rất là lành. Về vấn đề sửa chữa hay bảo hành, bảo dưỡng của xe này lành lắm. Đây ạ. Lốp này còn đẹp nhé cả nhà nhé. Ta lông còn nguyên đây. Tất cả các chi tiết trên cái lốp đó còn nguyên. Đây ạ, chúng ta có thể xem tổng quan về phía đằng sau này. Đèn hậu này. Tổng của đèn hậu này. Rất là sáng, không hề khác màu, cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Xe được trang bị 4 cảm biến lùi này. Cộng với lại camera lùi nhé cả nhà nhé. Cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ luôn. Kính sau này cũng là kính zin nhé cả nhà nhé. Lốp này còn mới này. Ta lông còn nguyên nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Lốp còn mới này. Ta lông còn nguyên đẹp. Zin luôn nhé cả nhà nhé. Đẹp zin luôn. Đây ạ. Các tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome hết. Đây nhé cả nhà nhé. Đó, kính này cũng là kính zin này. Kính này cũng là kính zin này. Xe này thì không phải bàn rồi. Bảo trì bảo dưỡng thì cực kỳ là rẻ. Xe đây kính này, kính này là kính zin nhé. Hệ thống cảnh báo chống trộm này. Xe chạy thì tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Nó chỉ có hơn 5 lít thôi. 100 cây. Có nghĩa là bây giờ con xe này nó chạy tầm khoảng 5 lít chạy đường trường, và ngoài đô thị thì nó chạy tầm khoảng 6 lít. Xe chạy cực kỳ lành luôn nhé cả nhà nhé. Đây ạ, táp ly táp lô này. Táp ly táp lô này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, keo chỉ còn nguyên luôn nhé cả nhà nhé. Không hề mất đi một tí gì luôn. Không hề mất đi một tí gì luôn. Ốc vẩy màu QC, cánh cửa chưa ra. Cực kỳ đẹp luôn. Con xe này thực ra cũng không phải nói nhiều, đúng không ạ? Quay vậy là chúng ta đã hiểu hết về tất cả những chi tiết trên chiếc xe này rồi. 2015 thì xe cực kỳ zin nhé cả nhà nhé. Cực kỳ zin luôn đấy ạ. 2015 thì xe cực kỳ zin này. Xe lại còn có cả hộc gió sau điều hòa cho hàng ghế sau này. Đó. Rất là mát luôn, rất là tiện. Xe trang bị loa cực hay luôn. 4 loa trên 4 cánh. 4 loa trên 4 cánh nhé cả nhà nhé. Rất là tiện lợi luôn. Đây ạ, ghế bọc da này. Ghế bọc da này, trần nỉ này. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. Đây. Điều hòa mát, màn hình lớn. Con xe này lắp cái màn hình rất là lớn luôn nhé cả nhà nhé. Rất là lớn luôn. Số tự động. Vô lăng tích hợp nghe gọi. Kết hợp Bluetooth. Nghe gọi. Đèn này. Đó, rất là sáng luôn. Tất cả các thiết bị trên xe đều sử dụng bình thường. Đó, đều sử dụng bình thường. Con xe này bên em đang bán với giá là 488 triệu. Cô bác, anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình chiếc xe này thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp nhé. Đây ạ. Xe đây. Đó, tất cả các chi tiết còn zin luôn. Đó, tất cả các chi tiết còn zin luôn. Keo chỉ, keo cột còn nguyên, không hề mất một tí gì luôn. Con xe đại chất luôn nhé cả nhà nhé. Đại chất luôn. Như xe lướt luôn. Xe như xe lướt luôn. Đấy. Keo chỉ, keo cột còn nguyên. Ốc vẩy màu QC còn nguyên. Tất cả các chi tiết luôn. Ghế bọc da, nội thất đẹp, ngoại thất đẹp. Đó, con này không có điểm gì để chê nữa rồi. Gương kính chỉnh điện. Sinh nhan tích hợp trên gương. Gương cụp xe điện. Cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta sẽ nổ máy lên nhé. Để kiểm tra ốp đồ của nó. Đây chúng ta sẽ xem một chút về gương kính chỉnh điện này. Gương kính chỉnh điện này. Gương cụp xòe điện này. Có cụp xòe điện không? Đây con xe này
âm thanh quá dữ luôn, âm thanh quá hay luôn. Chúng ta bạn nữa. Mệt quá. Đây ạ. Tích hợp bàn nảy số ở trên vô lăng nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Tích hợp bàn nảy số trên vô lăng này. Tích hợp bàn nảy số trên vô lăng nhé. Đầy đủ hết luôn, đầu đài. Đó. GPS này. DVD này. Chế độ đầy đủ luôn. Điều hòa auto. Ốp đồ của chiếc xe này thì nó đang ở mức là 5.3 vạn. 5.3 vạn nhé cả nhà nhé. Xe 2015 bây giờ là được 4 năm rồi, tức là chiếc xe này chạy quá ít luôn. Bác chủ bác đi rất là giữ gìn luôn, quá ít luôn. Cái xe này thì được trang bị cái hộp đèn bên trong á. Nó rất là đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Khi bật lên ấy thì nó có cái dải đèn LED màu xanh. Đấy, trên nền số màu trắng cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn. Và đây là cái dải này là màn hình LED hoàn toàn luôn. Cái màn hình của cái ốp đồ này là LED hoàn toàn luôn nhé cả nhà nhé. LED hoàn toàn luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe rất là nhiều những tính năng hiện đại. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Phanh tay còn rất là đẹp luôn. Đấy, cần số này. Cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Xe được trang bị hai túi khí. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp về cái phần khoang máy của chiếc xe này nhé. Mời cả nhà xem tiếp về phần khoang máy của chiếc xe này. Đây là phần động cơ của chiếc xe. Xe thì động cơ này, tất cả các chi tiết còn nguyên vẻ màu quý xi của nhà máy ấy, cả nhà nhé. Đây là cục phanh ABS này. Đây là tất cả còn nguyên ốc vẩy màu nhé. Đèn zin này. Đây là các tai đèn zin luôn này. Xe động cơ cực mới luôn nhé. Không hề bị bẩn một tí gì luôn nhé. Cực đẹp luôn cả nhà. Đây, tất cả còn nguyên vẩy màu QC này. Đây này. Để tất cả những chi tiết này. Vẩy cả trên cả dưới này. Đấy, tức là chưa vặn đâu ạ. Con này thì ắc quy còn xanh đẹp nhé cả nhà nhé. Đó, còn xanh đẹp này. Keo chỉ còn nguyên này. Nắp cabo này. Tất cả các lỗ chuẩn xe nhé. Keo chỉ còn nguyên. Không hề mất đi một tí gì đâu ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các chi tiết còn zin luôn. Tất cả các chi tiết còn zin luôn. Xe này về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Chạy nó rất là lành. Hãng Honda thì các bác anh chị đã biết rồi, đúng không? Bảo trì bảo dưỡng thì rất là rẻ. Hai nữa là xăng chạy cực kỳ tiết kiệm. Nó chỉ vào tầm 5 lít chạy đường cao tốc thôi. Và nó rơi vào tầm khoảng 6 lít chạy ngoài đường trong đô thị. Nói chung là chiếc xe này chạy cực kỳ lành luôn. Vâng, vừa rồi chúng ta đã xem tổng quan về chiếc xe Honda City sản xuất năm 2015, động cơ 1.5 của bên em. Thì cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình chiếc xe Honda City thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945 883 980 hoặc 0866 558 622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Cả nhà mà đang theo dõi video của em trên kênh fanpage của Công Auto thì đừng quên ấn nút thích trang và ấn nút theo dõi trang để ủng hộ cho trang của em, cũng như là những video tiếp theo khi em lên sóng thì cả nhà sẽ nhận được ạ, nhận được những video khi em lên sóng. Còn cả nhà mà đang theo dõi trên kênh của YouTube của Công Auto thì hãy ủng hộ em, hãy ủng hộ kênh YouTube của Công Auto bằng cách là ấn nút đăng ký, ấn nút đỏ đăng ký kênh YouTube của Công và ấn nút chuông để nhận những thông báo tiếp theo khi em lên sóng, thì cả nhà sẽ nhận được những video mà em sẽ lên sóng để giới thiệu những chiếc xe tiếp theo của bên bãi chợ ô tô nhà em. Vâng, và cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ. Xin chào cả nhà.